Bình minh. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm xe nâng heli của công ty xe nâng Bình Minh. Thì hôm nay em Phúc ở bên công ty xe nâng Bình Minh xin phép được giới thiệu tới quý anh chị cái dòng sản phẩm xe nâng dầu 2 tấn và có lắp bộ công tác kẹp bêu claim của bên em. Đó. Thì đây là một chiếc xe nâng dầu 2 tấn sử dụng động cơ Isuzu C240 của Nhật Bản và bên em đảm bảo 100% đây là động cơ được nhập nguyên chiếc từ nhà máy Isuzu Motor của bên Nhật Bản nhá. Thì đối với cả thiết bị này đang được trang bị đó chính là bộ kẹp bêu claim. Đấy, kẹp bêu claim. Và có thêm cái bộ tích hợp mâm xoay này là có khả năng xoay 360 độ này. Nghĩa là có thể xoay cục hàng 360 độ để mà xoay các đầu hàng đấy. Đó. Khung thì đang là khung 5m 3 tầng nâng. Đó, quý anh chị có thể khung 5m 3 tầng nâng. Bánh thì đang di chuyển đang là bánh đặc này. Đấy. Bánh đặc đây. Đó. Thì em xin phép được giới thiệu qua thiết bị này một chút. Thì trên thiết bị xe nâng dầu 3 dầu 2 tấn này của bên em là đây là cái bản cao cấp, thế nên là nó được trang bị hệ thống phớt xi nhanh các thứ rất chi là gọn gàng và nó rất là bền. Đây là gương chiếu hậu đây. Đó, gương chiếu hậu cầu lồi và nó rất chi là sáng. Quý anh chị có thể thấy em đứng đây có thể nhìn được rõ luôn cả đằng sau. Đó. Đây là cần gạt, thì cần gạt tay trang thì nó sẽ được gồm 4 cần. Một cần sử dụng để nâng hạ, một cần sử dụng để nghiêng ngả khung, một cần để sử dụng để quay 360 và một cần để điều khiển đóng mở kẹp. Đó. Hệ thống chân phanh này. Đấy, hệ thống chân phanh này. Chân ga này, chân phanh này, chân côn tự động này. Chân côn tự động có tác dụng là khi mà mình sử dụng và bồi ga vào đấy thì mình đạp chân côn tự động nó sẽ không di chuyển thiết bị mà nó sẽ tăng được cái lượng nhiên liệu để mà động cơ điều khiển hệ thống thủy lực khung lưng cùng với cả bộ công tác. Đó. Đây, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu rồi. Đó. Ghế ngồi này, ghế ngồi hoàn toàn êm ái xịn sò nhá. Đấy. Quý anh chị nếu mà được có thể đến kho bên em bất cứ lúc nào để mà tham khảo các dòng sản phẩm này luôn. Đó. Thì đây là màn hình điều khiển này. Đó. Em bật chìa khóa điện lên này. Quý anh chị có thấy màn hình điều khiển. Nó hiển thị bao gồm 17 thông số. Rất chi là hữu hiệu, bao gồm là quan trọng nhất đó chính là cái thông số xăng này. Số giờ hoạt động này. Đấy. Thiết bị mới 100% mà. Thế nên là số giờ hoạt động hiện tại đang là 1,6 giờ này. Quý anh chị thấy là số giờ để mà vận chuyển xe với cả test xe này. Đấy, nhiệt độ nhốt động cơ này và hệ thống cảnh báo của tình trạng thiết bị này. Đấy. Quý anh chị thấy. Thì em sử dụng đem xe một chút để mà giới thiệu qua về thiết bị này này. Đấy, CBCD20 này. WF1H này. Đấy, đây là nó giống với cả phân khúc 3 tấn của bên em. Thì con này là có phân khúc tải trọng 2 tấn này và động cơ là Isuzu C240 này. Đó. Động cơ là công suất là 35,4 kW này. Đấy. Xuất xưởng là vào tháng 6 năm 2021 và hiện tại em đang quay video này vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Nghĩa là mới xuất xưởng được 1 tháng và đã về tới kho bên em. Đó. Quý anh chị có thể thấy thiết bị mới hoàn toàn 100%. Đây là tổng thể của thiết bị đây. Đó. Đó. Hệ thống két nước làm mát này. Két nước làm mát hai lớp nhá. Một cái ở trên để làm mát động cơ bằng nước này, một cái dưới là làm mát động cơ bằng nước động cơ này. Đấy, bô này. Đây, em mở khoang cabo lên để quý anh chị có thể thấy được cái động cơ bên trong. Đó. Động cơ xe Isuzu này, Isuzu này, tem xe này. Đấy, đây có mã QR code để quý anh chị có thể check từ bên phía nhà máy nhá. Đó, đây. Tem xe quý anh chị cũng có thể thấy ở đây Isuzu từ nhà máy Isuzu Moto luôn. Đó. Bên em đảm bảo về cái vấn đề này luôn nhá, thì quý chị anh chị cứ yên tâm. Còn lại thì toàn bộ hệ thống ví dụ như là ắc quy này, lọc gió kép này, bao gồm một cái lọc tinh và một lọc thô ở bên ngoài này. Đấy, máy phát này, cù đề này, thì cái này quá quen thuộc rồi. Thì đấy là tổng quan về cái dòng sản phẩm xe nâng dầu 2 tấn của bên em. Thì ngoài ra bên em còn có rất nhiều phân khúc sản phẩm xe nâng dầu và xe nâng điện từ 1 cho đến 10 tấn có sẵn ở kho rất chi là nhiều. Thế nên là quý anh chị mà có nhu cầu cần tham khảo thì cứ liên hệ với em Phúc qua số điện thoại 0988 703 570 hoặc đến trực tiếp kho bãi của bên em tại 3 vùng miền. Thứ nhất đó chính là Hà Nội là tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thứ hai đó chính là quận 12 là tại An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ ba đó chính là khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đây, quý anh chị có thể thấy. Đây, rất là nhiều dòng sản phẩm cùng với cả bộ công tác thôi. Đấy, quý anh chị có thể thấy bên em này, xe nâng tay điện này. Đó,
xe dầu này. Đó. Đây nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của công ty Xenon Bình Minh. Hurley, lifting the future.